À, dạ thưa sư và thưa đại chúng, à, vừa rồi sư có nhắc về câu chuyện vị tỷ kheo xuất gia rồi hoàn tục 7 lần. Con có một cái câu hỏi cũng có lẽ liên quan tới vấn đề này, đó là con có một vài người bạn họ đang sinh hoạt ở những ngôi chùa của Phật giáo phát triển, và họ có quan điểm là cái việc xuất gia vô duyên là vốn là một truyền thống rất là quý báu ở những nước Phật giáo, ở những giáo như là Thái Lan, Myanmar, thì họ cho rằng là cái việc xuất gia vô duyên như vậy thì nó có họ cho rằng nó tội hơn là phước, bởi vì khi xuất gia vô duyên rồi lại về đời thì các vị đã nói là giống như là mình đang gieo một cái duyên để mình không xuất gia về sau. Con thì con không có đồng ý với quan điểm đó lắm, nhưng tuy nhiên thì trong kinh điển thì chắc chắn là ở thời Đức Phật thì không có vấn đề xuất gia vô duyên rồi. Nên nếu mà mình muốn có một cái quan điểm để mình không đồng ý với họ thì trong kinh điển cũng khó có một cái câu chuyện hoặc là một cái điển tích nào đó có liên quan tới vấn đề xuất gia vô duyên này và vấn đề nghiệp và quả của nghiệp của xuất gia vô duyên. Nên con muốn hỏi sư là liệu rằng đối với trong trường hợp vừa rồi câu chuyện mà sư nói về vị tỷ kheo họ, vị tỷ kheo đó xuất gia rồi lại về đời rồi lại xuất gia về đời và cuối cùng vị đó vẫn chứng thánh A-la-hán, thì mình có thể xem đó như một cái việc cho thấy rằng là cái vấn đề xuất gia vô duyên nó không gây ra tội như là các vị đó họ nói được, đúng không ạ? Con cảm ơn sư. Điều quan trọng á là cái chủ ý của mình là như thế nào. Những câu hỏi mang tính chất mà nó móc câu như thế này á thì nên quay về là cái chủ ý của mình như thế nào, tức là mình có chủ ý thiện hay là chủ ý bất thiện. Ví dụ như một người khi mà trong một năm họ sẽ cố gắng dành thời gian thu xếp công việc trong một tháng, hai tháng, ba tháng để họ sống đời phạm hạnh, thu thúc mình trong giới và luật, do họ còn vướng bận việc đời, còn phải nuôi cha nuôi mẹ, cho nên là họ vẫn phải về, nhưng mà mỗi lần họ thu xếp được khoảng thời gian là họ lại sống đời sống phạm hạnh. Thì rõ ràng ấy, đó là cái chủ ý thiện. Còn khi mà mình xuất gia gieo duyên mà mình với cái tư thế là tôi chỉ là tu tạm thôi, tức là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia, thì như vậy là mình đã tạo những cái nhân không có tốt. Chính vì như thế đó, cái quan trọng là cái thái độ và cái chủ ý của mình như thế nào, nó sẽ quyết định là hành động của mình đó, nó là thiện hay là bất thiện.